Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Mitsubishi Outlander 2014 đến 2018. Đây, xin mời anh em sẽ cùng nhìn sơ qua tổng thể của chiếc lốc điều hòa. Bước đầu tiên để chúng ta sẽ nhìn đó chính là đặc điểm nổi bật của dòng lốc này là thân lốc tròn. Cái thứ hai là cái chân để anh em bắt vào phần động cơ thì nó sẽ là ba chân. Chủ yếu của các cái dòng Mirage, Pajero Sport, Xpander, Outlander và Zep. Cho đến thời điểm hiện tại thì dòng Mitsu đã cải tiến, đó chính là về cái mặt thiết kế, về hình thức thì ở tất cả các dòng lốc nó sẽ đều là bắt vào phần động cơ là ba chân. Bản thân của bully đầu lốc thì dòng Mitsu cũng khá là đặc biệt hơn, trừ dòng Jolly em không nói, thì lên những cái bản đời cao thì chủ yếu là bản BK. Từ chúng ta sẽ nhìn thấy sơ qua ở đây chính là cái con Outlander này. Lốc của nó được line Zecura là bản 1, 2, 3, 4, 5, tức là 6 BK. Bộ đầu lốc thì khá là nhỏ. Lốc được bắt vào với lốc máy là qua 3 chân bắt, 2 chân đầu và 1 chân đuôi. Mặt bích lốc thì là một mặt bích ở đường hạ là phía trên, đường cao ở phía dưới. Ở phần đuôi lốc là có một con cảm biến. Anh em sẽ cùng nhìn qua nhé. Đây là phía mặt bên để chúng ta bắt lốc này. Đó. Bây giờ em sẽ quay từ từ để cho anh em cùng nhìn sơ qua phía sau của chiếc lốc này. Đó. Đây. Sau của chiếc lốc. Đấy, mẹ như mọi người sẽ nhìn nhé. Lốc được bắt với nhau xuyên qua những con ốc này. Ở phần phía rìa ngoài vỏ thì sẽ bao gồm là 4 con ốc. Phần trong lòng của nó thì sẽ bao gồm là 4 con nữa, tổng thể là phần đuôi và phần đầu kết hợp với nhau qua 8 con, tức là 4 con vòng ngoài, 4 con vòng trong. Đây chính là trong rất nhiều dòng lốc thì em cũng đã giới thiệu với anh em đó. Đây chính là cái con chúng ta hay gọi là cái con van áp suất, hay thường gọi là cái van để bảo vệ áp suất lốc, ổn định lốc. Đây là cái van báo này. Cái dòng này nó tương đương với những cái dòng của Toyota với Mercedes, nó sẽ có những con báo này báo về hiển thị của hộp đen đấy. Đây, và nói về dòng điện thì tất nhiên là dòng xe con thì nó sẽ là 12V rồi. Đấy, anh em vừa nhìn sơ qua nhé. Một mặt mặt bên kia và phía mặt bên này này, anh em nhìn rất chất lốc, rất là ok, xịn, đẹp. Đây. Đó. Đây chính là cái mặt hít của lốc này. Dòng này thì nó như là những cái dòng Yaris và dòng đời cao là để tháo và kiểm tra được cái mặt hít lốc này thì bao gồm phải có 3 con ốc này và một phần chấu ở đây. Đó. Khi mà chúng ta muốn kiểm tra và bảo dưỡng thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái dòng sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Mitsubishi Outlander. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.